Chào lại. Ê, tụi bay, ta nói rồi, là cái like này là không được quyền nói đồ ăn. Mà tụi bay cứ chọc tao hoài. Được không? Tụi bay nói to là nhớ món ngon vật lạ không mà nước miếng tao nó chảy Món ngày ra. xưa tuổi Mà tao của kỳ cục quá, tụi bay là không có nể tao, tôi rất là ghẹt. Bởi vậy tao mới nói tụi bay thì tao bực mình lắm á. Bây giờ tao coi cho tụi bay coi cái này nè. Ngay tại thời điểm này là đất nước ta đang vui mừng đón xuân. Thì ở tại đây nước Paris nước Pháp. à Paris nước đón Pháp nè. đón xuân luôn hả? Đón xuân mà máu lửa trời lớn, trời lớn, trời lớn đùa quá. Thấy chưa? Trời ơi, khói lửa ngút trời luôn. Nó bắn pháo bông chứ, nhưng mà nó bắn pháo bông lửa rồi ghê đi. Xe rồi nó đem vô rồi ghê. Đó. Thấy chưa? Bố Kinh khủng chưa? kiếm rồi con đã kiếm rồi con đã nhổ đó Đó, đi phát. Đó, phát. Thôi, tao nói mày nghe. Bây giờ mình mới nói chuyện, đôi lúc mình thấy nói chuyện về 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 cái Tết vào nãy giờ nói chuyện về vấn đề cái tay cái tay thì tao mới nói một câu như vậy. Tụi bay quên một cái điều như vậy nè. Nó hơi có chuyện tắt, nó hơi mình chuyện hài nhưng mà thực sự là có thật. Mày có nhớ một cái câu riêng gian nói không? Má mày xíu đợi giật hụi tao nha, đủ mày không trả tao rồi. Một một Tết tao tới nhà mày tao đợi nghe. Đó, đó, Tụi đó. có vụ được, có cái vụ được. Thì có vào trong danh có không? Có chứ không có. Đó. Có Bây giờ không? Đang sợ chứ. Mà có Bây lý giờ do cái còn sợ mà cái này buồn cười là chỗ này nè. Ở đây á về mặt tâm linh nó buồn cười ở cái chỗ là không có giấy nợ, không có hợp đồng thuê mướn, không có hợp đồng mà xíu nợ đàng hoàng, tại vì hội mình không có hợp đồng được đâu, không có gì cả. Nhưng mà nó vô hình chung nó xếp mình, nó xếp đặt mà đúng rõ ràng cái Tết của mình nó có gì phải vui lắm. Có nghĩa là cái tốt về tâm linh đó. À, chết mẹ là rượu, má buồn bộ Tết mình nó tiểu tì xong mình làm nguyên năm mới, năm mới, năm tới rượu làm sao mình từ cái làm năm được. luôn Đồ quá thôi, thiếu nó có mấy triệu bạc gom góp để trả mẹ cho rồi. Cái là ở đây có cái sự dàn xếp tâm linh, nó buồn cười ở cái chỗ là không khí kết nè, không 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 có cái gì mà lãi được, nhưng mà tự tự nguyện nha, thôi trả mẹ cho rồi đi sang năm nó yên ổn, nó làm ăn để đúng rồi đúng không? Có nghĩa là gì đó gì đó à. nó có những cái tâm linh, nó cái yếu tố tâm linh mình nó rất là hay, cái phong tục tập quán của mình cái gì cũng được, mà cái ngày Tết là đại kỵ, không được quyền làm cái này, không được quyền làm cái kia, mà không ai bắt buộc mình cả, mà tự động người ta xếp vào, người ta tự động người ta xếp vào, không không lớn tiếng nè, không làm đổ bể đồ, đã hết chung là những cái kiêng kỵ ngày Tết á, họ 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 có một cái phong tục tập quán mà nó cũng hay đó. Đó. Tự nhiên ngày Tết thấy ngăn nắp lắm, kể cả dòng tộc cũng vậy nữa, trên dưới cha mẹ ông bà các cái lễ phép con thanh tai đứng chào, nghĩa là tự động không ai bảo nha, có đâu không ai bảo nha, nhưng mà nó làm như người ta được trở về một cái thời kỳ gọi như là mình nói sao ta, mình giống như vậy, nông dân đi học khổng ở đâu, khổng ở đâu, cái là thờ cha kính mẹ kính yêu anh em, nói chung là nó có một sự đoàn kết thật sự là chặt chẽ. Cái đó là cái hay vấn đề ta nói vấn đề tâm linh, mặc dù ta không mê tín, nhưng mà cái hay ta muốn nói là cái điều là cái Tết văn hóa của mình nó có nhiều cái mà mình nghĩ không có ra, nghĩ không ra được á, đòi nợ mà hâm đọa mùng một Tết ta tới nhà mày làng này lật đật đi vô trả được quá, nó kỳ cục như thế. Mà thấy nó hay không, nó hay cái chỗ nó có những cái yếu tố rất là hay, mà nếu sau này mà nghe là cái thằng cha quỷ sứ gì đó, cha giáo sư gì đó mà bỏ đi thì thực sự là cả đề dân tộc mình tiếc nuối và hầu như là không bao giờ mà chuộc lỗi lại được với ông bà và chuộc lỗi với cái tổ tiên của mình cả ngàn đời đây đó. Nói rằng nãy tao bổ sung cái vấn đề đó, và tao cũng bổ sung thêm một vấn đề nữa là ngay tại thời điểm lúc này cả nước mình hiện giờ đang đón một mùa xuân năm mới rất là an yên rồi, thanh bình hạnh phúc, các gái pháo hoa rực trời, thì ở đâu đó trên đất nước các xứ tư bản á, thì ngược lại nó vẫn có những cái nó cũng đốt pháo vậy, nhưng mà nó lấy xe đốt chứ nó không chơi pháo bông, nó lấy xe đốt chứ là nó làm tùm lum tùm la bắn y xèo các cái vậy. Nó cũng là đón Tết á, đón Tết kiểu nó của nó mà ta không ham. Nói như vậy để hiểu rằng là cũng như hồi nãy thằng Thơ Quang đóng bớt lên một cái đó thì nó có mỗi câu của ai ta, nhưng mà có những người mà hiện giờ người ta đang cần một cái chỗ nằm, trời lạnh giá mùa đông mà ta đang cần kiếm một cái chỗ nằm đã là khó khăn đối với họ, cả một sự ao ước rất là sung sướng rồi,
huống chi ở đó mà Tết chứ nhất, có nghĩa là ở đâu đó trên thế giới này nó không bằng đất nước Việt Nam và nó không bằng người dân Việt Nam mình. Hiện giờ đang vui mừng, đang đón xuân, nhà nhà đều đốt pháo, nhà nhà đều cúng ông bà tổ tiên, nói chung là nó hạnh phúc vô cùng. Và ở đâu đó ở trên đất nước xứ cờ hoa cũng vậy, và xứ Pháp cũng vậy, xứ Tây, xứ Anh cũng vậy, nó có những người mà ra mà đường ăn ngủ mùa đông lại lạnh lẽo, và người ta ao ước có một cái mái ấm mà ta chung vào đó để ta trú đông thôi, là cũng là cả vấn đề rồi. Đừng nói chuyện cái chuyện mà ngồi nhậu nhẹt ăn nói đồ ăn cho tụi bay được má tiên sư tụi bay má nước miếng chảy ra coi khô đâu nói gì đâu. Bạn uống thì nông dân kể ngày xưa nông dân là cái trà tôm vẽ tôm thấy nước thôi. Đấy. Mà tôm đó đâu có làm gì đâu. Bây giờ tôm đó thì ông già biết là đó làm gì, là cái gì kho tàu á, đúng không ông dân? Kho tàu không? Tôm càng xanh mà này, thôi lỡ rồi, gì? Thôi phải nói luôn. Bây giờ tôm kho tàu đúng không? Kho tàu. Chứ phải gì? Tôm càng xanh nước mưa. Tao mới biết là nướng. Đúng, tao nghe nói nước mưa. Nước mưa, ai biết tao cái gì nước mưa. Rồi khổ rồi. Cái đó mà chấm nước mua hay vô để vô xích xà cà cái quất vô Libya đã đó. Mà không nói thẳng ra nếu mà ở thành phố thì chắc chắn là ăn uống là không bao sướng bằng miền Tây. Miền Tây là rất là sướng bởi vì cái gì nó cũng cái dụng kiểu đồ nhà mà ao vườn xuống dưới lội xuống rồi có bò tu bò cua bắt tôm này bắt ốc rồi kia lên nó tươi rồi nó ngon. Tao ở ước kia này tao về miền Tây tao ăn cái món đó đó. Mà chắc lẽ tao phải lội sình mới vui, lội sình vô lội ao rồi vô bắt lên. Khi lội vậy bắt được con cá lên mà nướng thì nó mới có ý nghĩa, đúng không? Không Long Vân. Yeah. Ok. Nhưng mà tao nói nếu mà bố về á là bố phải về cái vùng của Diệu Ngọc á, chứ vùng của con là bây giờ là cá mắm nó không còn được như ngày xưa nữa rồi. Yeah. Bây giờ cả vùng con giờ là nó cho nói chung là cá nuôi. Cá mà cá sông cá đồng là nhìn nó cũng tuổi là ý. Tụi nó diệt quá mà nó chơi tao thấy rồi, tao nhà nước có ra có cấm mà có kiểu là coi như chích điện á, nghĩa là coi như là tư tùm đó đủ nó làm hết trơn, mà từ cá từ trứng từ con bọn gì cũng đi đái trên trời, và cá nuôi là phải vậy thôi. Nhưng mà có cá nuôi vậy là cũng là tốt lắm rồi đó. Một kỳ rồi tao về tao ăn mấy cái cá kèo này kia, thường cá kèo nuôi á, rồi nói chung là cái gì cũng nuôi, cá lóc cũng nuôi, cá trê cũng, nói chung là cái gì cũng nuôi cả. Nhưng mà như vậy là hay mày, bởi vậy mới có cái nguồn cung nó mới đủ bởi vì cái thành phố Hồ Chí Minh mình thực phẩm mà đem lên từ miền Tây lên rồi rất là nhiều đa dạng dữ lắm. Thậm chí ớt nhái ớt nuôi mà như cái vùng của Diệu Ngọc á là nó nuôi bán tự nhiên, nghĩa là có cái vuông phải không, rồi bố thả con giống xuống, thả con giống xuống nhưng mà cho nước nó ra vào ra vô á, nhưng mà thức ăn thì không có gãi như là người ta nuôi chuyên canh ha. Cái kiểu mà bán chuyên canh bán tự nhiên á là con cái con nó ngon hơn cua đó, nó ngon ngon hơn, nó giống như kiểu cua tự nhiên rồi đó. Đúng rồi, cái nuôi cái đó thì năng suất nó không cao nhưng mà bán con đó thì giá cao. À, thôi kệ đi, cái dùng của nó của Diệu Ngọc nó làm được đó. Em của con nó làm ở Sóc Trăng bây giờ cũng làm kiểu giống như vậy. Có ăn là may phước lắm rồi, đừng có lộn xộn. Như vậy là thuộc là thiên đường rồi đó. Rượu của Mỹ này hiện giờ đang ăn, tao đang ăn bị gói nè, rượu quá thấy chưa đó. Tao nói về cái đó rằng với tôi nói là không có gì qua được cái mùa xuân của Việt Nam cả. Mùa Tết Việt Nam là tuyệt vời, mà hầu như tao thấy hình như là các tết của các nước thì cũng có, nhưng mà đa số họ ăn theo kiểu như ăn dương lịch á, từ Tây Ban Nha, Mexico rồi Mỹ rồi Úc rồi Anh rồi Pháp rồi kia họ ăn cái, thành ra cái họ nói về văn hóa không làm sao bằng được cái Việt Nam cả. Và cái mùa xuân của Việt Nam mình nó tuyệt vời, nó thảo rồi mà mình không biết nói gì nhiều, chứ là mình chỉ nói là cái điều là nếu mà đổi á 1000 cái Tết phương Tây ta không đổi, 1000 cái Tết của phương Tây đem vô đổi ta không đổi, đó là vậy cho mày hiểu. Ok, ta lên xào xạo chút xíu, ta thấy tụi anh ăn nói món ăn tao tức quá, tao lên tao xỉ vô, ở đây thèm chết mẹ, ở đây thèm chết mẹ luôn, đủ dễ lắm. Yeah. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp người là vào những ngày hôm sau ạ. Happy New Year, chúc mừng năm mới, bye bye. Happy New Year, bye bye.